Hello anh em, welcome back to MGN Esports. Ở phần trước chúng ta đã được tìm hiểu với biệt danh của khá nhiều những cái tên vĩ đại trong làng Liên minh huyền thoại thế giới rồi. Hôm nay không để mất thêm nhiều thời gian của anh em nữa, hãy tiếp tục đến ngay với danh xưng của 5 cái tên thần thánh tiếp theo nhé. Trước khi bắt đầu, MGN Esports rất mong các bạn sẽ nhấn nút subscribe và like video để ủng hộ tụi mình. MGN xin cảm ơn các bạn bằng cả linh hồn. Chiến công đầu luôn là một trong những điểm hạ gục quan trọng nhất của trò chơi Liên minh huyền thoại vì nó cung cấp một lượng vàng lớn cho kẻ ra tay, trực tiếp giúp họ có lợi thế lớn trong giai đoạn đầu trận. Vì thế, ở đấu trường chuyên nghiệp, các mạng First Blood cũng thường xuyên được những người chơi từ cả hai đội tranh giành, hòng chiếm thế thượng phong sớm. Ở khu vực Liên minh huyền thoại châu Âu có một người đi rừng huyền thoại mang tên Jankos, hay còn được anh em Việt Nam gọi là Giang Văn Cốt. Kể từ khi bắt đầu thi đấu chuyên nghiệp vào mùa giải 2013, Jankos đã dõng dạc thể hiện phong cách đi rừng tấn công cực kỳ chủ động, nhận được truyền cảm hứng từ thần tượng Diamond Prox, người khai sinh ra lối đánh rừng ăn thịt, mà Jankos đã ngày càng hoàn thiện bản thân hơn với sự hổ báo của chính mình trong khu rừng. Trong màu áo Rocket 2 năm 2014 và 2015, Jankos không ít lần tự tay đoạt mạng hoặc giúp các đồng đội có được chiến công đầu. Sau đó khi rời Rocket và chuyển sang khoác áo H2K, tần suất ăn First Blood của Jankos còn ngày càng dày đặc hơn. Đến mức vào khoảng năm 2016, mùa giải đạt đến đỉnh cao đầu tiên trong sự nghiệp khi giúp H2K tiến được tới chung kết thế giới, Jankos đã được cộng đồng gọi bằng danh xưng King of First Blood hay ông vua chiến công đầu. Với phong độ thăng hoa vô cùng ấn tượng, Jankos cùng các đồng đội tại H2K lần đầu có vé tham dự chung kết thế giới sau khi đạt hạng 3 giải quốc nội LCS châu Âu. Chưa dừng lại ở đó, H2K tiếp tục thể hiện xuất sắc ở vòng bảng chung kết thế giới khi đánh bại nhà cựu vô địch MSI Edward Gaming đến 2 lần để tiến vào playoff với vị thế nhất bảng. Bên cạnh sự xuất sắc của cá nhân Jankos, H2K còn được thần hên độ khi bốc thăm chúng phải đội yếu nhất tứ kết và thế là đại diện châu Âu lọt thành công đến top 4 đội mạnh nhất thế giới. Sau chiến tích với H2K, vua chiến công đầu Jankos chuyển sang khoác áo G2 Esports và cùng đội tuyển này gây dựng nên thời kỳ hưng thịnh nhất của Liên minh huyền thoại châu Âu. Mặc dù không còn tỷ lệ ăn First Blood 100% như trước nữa, nhưng với phong cách chơi tấn công đặc trưng không bao giờ bỏ được mà Jankos vẫn luôn được đánh giá là một trong các kiểm lâm xuất sắc nhất thế giới. Bên cạnh vị thần Ba Lan gốc Việt Giang Văn Cốt, Liên minh huyền thoại châu Âu cũng từng vinh dự sản sinh ra một tuyển thủ da trắng tóc vàng khác cũng vĩ đại không kém, không ai khác chính là Reckless. Xuyên suốt cả sự nghiệp, hầu như Reckless luôn được đánh giá là đứng trong top đầu xạ thủ của châu Âu nói riêng và cả thế giới nói chung. Ngoài tiềm năng kiệt xuất ở vai trò xạ thủ, Reckless còn may mắn khi sớm được chiêu mộ vào đội hình của Fnatic và có các đàn anh huyền thoại như XPK dìu dắt. Trong những năm đầu sự nghiệp, Reckless có màn trình diễn rất xuất sắc trong màu áo đen cam của Fnatic, giúp chàng xạ thủ trẻ người Thụy Điển được đánh giá là thần đồng. Thế nhưng, một nốt trầm lớn đã diễn ra sau khi Reckless cùng Fnatic vô địch LCS châu Âu mùa xuân 2014. Tiếp nối thất bại trước Alliance ở giải mùa hè, Fnatic lại bị loại đầy tức tưởi tại chung kết thế giới 2014 sau khi không thể phá hủy nhà chính của OMG dù chỉ còn thiếu một hit đánh nữa. Sau trận đấu này, Reckless đã gục ngã trong nước mắt nức nở vì quá khó để chấp nhận bi kịch. Trong cơn bồng bột của tuổi trẻ, Reckless đã chọn rời Fnatic để gia nhập chính Alliance, nhưng cuối cùng, quyết định này lại là một sai lầm và Fnatic có thể một lần nữa dang rộng vòng tay, chào đón đứa con lưu lạc. Suốt từ mùa hè 2015, Reckless chỉ gắn bó với một mình Fnatic cho đến khi anh một lần nữa chọn chia tay đội tuyển ruột thịt để chuyển sang chính đại kình địch G2 Esports. Bỏ qua những câu chuyện lùm xùm bên lề, đóng góp chuyên môn của Reckless cho Fnatic đã giúp đội tuyển giàu truyền thống này có các giai đoạn thành công không thể nào quên được. Vào mùa hè kỳ diệu 2015, Reckless với sự chắc chắn ở đường giữa đã đưa Fnatic đi đến top 4 chung kết thế giới sau khi đả bại EDG 3-0 trắng. Đó cũng là mùa giải cuối cùng Reckless còn được Yellow Star dẫn dắt bởi vì kể từ mùa 2016, xạ thủ người Thụy Điển chính thức trở thành một đội trưởng của Fnatic với vai trò lãnh đạo đội tuyển khôi phục vinh quang. Quá trình này đã lấy đi của Reckless rất nhiều thời gian và mồ hôi công sức trước khi Fnatic một lần nữa trở lại chung kết thế giới 2017 và có giai đoạn thống trị châu Âu năm 2018 vô cùng thành công. Là một người đội trưởng khiến Reckless buộc phải thay đổi bản thân chững chạc hơn và làm điểm tựa cho cả đội. Vì thế mà lối chơi xạ thủ của Reckless vốn đã an toàn trái ngược với ý nghĩa của cái tên anh, nay lại càng được Reckless gia cố chắc chắn hơn nữa. Nói cho dễ hiểu, Reckless luôn đặt tính chắc chắn lên hàng đầu khi đi thi đấu. Chỉ thực sự chơi mạo hiểm nếu anh biết rõ rằng đó là tình huống thắng 100%. Reckless trong khoảng thời gian từ 2016 trở đi cũng rất nổi tiếng với phong cách hạn chế sử dụng tốc biến cho mục đích tấn công đối thủ. Từng có một thuật ngữ mang tên tốc biến của Reckless với hàm nghĩ cho rằng mỗi khi Reckless tốc biến về phía đội địch và xả sát thương, đó là khi kết quả trận đấu đã chắc chắn an bài với thắng lợi dành cho Fnatic. Vì phong cách chơi xạ thủ thuần khiết, hạn chế mạo hiểm này mà Reckless thường sở hữu KDA rất đẹp, giúp anh luôn đứng cao trên bảng xếp hạng MVP. Tập thể Fnatic của Reckless cũng do đó mà hưởng lợi, vì nếu Reckless không nằm xuống nhiều, anh sẽ luôn có thời gian farm và Fnatic cũng đang nuôi dưỡng một nguồn sát thương khổng lồ về cuối trận. Nhưng sau khi rời Fnatic để chuyển sang đầu quân cho G2, danh xưng xạ thủ KDA của Reckless lại bị cộng đồng mạng đem ra trêu chọc. Vì lối chơi quá an toàn này từ Reckless vốn không phù hợp với một tập thể luôn tìm kiếm sự đột biến như G2. Và trong suốt mùa giải 2021, G2 đã không có lấy một danh hiệu nào, đồng thời mất luôn chiếc vé tham dự chung kết thế giới do thiếu đi sự đột biến từ vị trí của Reckless.
Không khó hiểu khi mùa giải chỉ vừa kết thúc, cựu huyền thoại Fnatic đã phải khăn gói ra đi và chơi tại giải châu Âu hạng 2 trong màu áo của Karmin Corp. Có lẽ sẽ không có gì lạ nếu như chúng ta nhận ra ngay tuyển thủ huyền thoại này khi nghe đến biệt danh của anh ta, The Jungle God hay Thần Rừng. Đúng vậy, đó không ai khác ngoài Benji. Có thể trong suốt chiều dài lịch sử của Liên minh huyền thoại, có rất nhiều tên tuổi được gắn mác Thần Rừng, nhưng Benji mới chính là người đầu tiên khai sinh ra biệt hiệu The Jungle God bởi màn trình diễn quá đẳng cấp của cựu huyền thoại SKT trong quá khứ. Ngay khi chỉ mới thi đấu chuyên nghiệp mùa giải đầu tiên, Benji đã góp công lớn giúp SKT T1 vô địch Kazakh quốc nội lẫn bước lên ngôi vị cao nhất tại chung kết thế giới 2013. Từ đó, cộng đồng fan Liên minh huyền thoại trên toàn thế giới đã dần công nhận Benji như người đi rừng hay nhất bên cạnh cộng sự quỷ vương Faker ở đường giữa. Sau một năm trắng tay và thất bại, Benji là một trong hai người còn gắn bó với SKT trên con đường tái thiết đế chế áo đỏ. Và hai mùa giải năm 2015 và 2016 thực sự đã đưa tên tuổi Benji đi vào ngôi đền huyền thoại với hai chiếc vô địch thế giới liên tiếp và những màn trình diễn cá nhân quá xuất sắc. Benji được tôn thành Thần Rừng không phải vì kỹ năng cá nhân cao cường hay lối chơi tấn công để mãn nhãn, mà là vì sự thượng thừa trong phong cách kiểm soát của cựu huyền thoại SKT. Nhờ lối chơi có phần hy sinh này mà SKT mới thống trị thế giới bằng sức mạnh tập thể quá đáng gờm. Nhưng không vì thế mà có thể xem thường khả năng chơi carry của Benji trong rừng. Ở mùa chung kết thế giới 2016, gần như một tay Benji đã hạ gục Ross Tiger hùng mạnh ở bán kết và giúp SKT vượt qua chướng ngại lớn nhất. Trong cặp đấu đó, không ngoa khi nói Benji đã thắng Ross 3-0, đặc biệt với màn trình diễn Nidalee đỉnh cao ván đấu thứ tư, vị tướng carry mà anh chưa từng dùng trong đấu trường chuyên nghiệp, danh xưng từ Jungle God có lẽ vẫn chưa đủ để nói về Benji. Bên cạnh cái tên Thần Rừng, Benji cũng thường được biết đến là cánh tay phải của Chúa, ý chỉ rằng Benji chính là cộng sự đắc lực nhất của quỷ vương Faker, người được phong thánh trong Liên minh huyền thoại. Dù trước khi có mặt trong đội hình chính SKT, Benji vẫn là người nổi tiếng với thiên hướng chơi vô cùng hổ báo và chưa từng gặp mặt Faker bao giờ. Nhưng khi đứng cùng chiến tuyến với Faker, Benji lại sẵn sàng chuyển sở trường sang lối chơi kiểm soát nhằm hỗ trợ hết mình cho Faker. Từ đó, bộ đôi Chúa và cánh tay phải này đã cùng nhau càn quét thế giới với 3 chiếc vô địch, được xưng tụng như các huyền thoại vĩ đại nhất bộ môn eSports này. Kể từ khi Benji giải nghệ và không còn bên cạnh nữa, Faker cũng đi một sải dài. Faker, tuyển thủ xuất sắc nhất lịch sử Liên minh huyền thoại, chắc chắn luôn là cái tên mà ai cũng khao khát được đánh bại. Chính vì thế mà rất nhiều tuyển thủ trong quá khứ đã được phong tặng danh xưng Demon Slayer, kẻ diệt quỷ, khi anh ta xuất sắc hạ gục Faker trong cuộc đấu 1-1. Nhưng có lẽ biệt hiệu kẻ diệt quỷ chỉ nên dành cho Paul, người nhiều lần từng gieo sầu cho quỷ vương bất tử nhất. Không thể bàn cãi nếu đánh giá Paul nằm trong top 5 tuyển thủ vĩ đại nhất Liên minh huyền thoại Hàn Quốc khi anh là thành viên chủ chốt trong đội hình Samsung Y thống trị thế giới 2014. Bên cạnh đó, Paul cũng là tuyển thủ người Hàn duy nhất vô địch cả hai giải đấu lớn chung kết thế giới và MSI mà chưa từng thuộc biên chế SKT một lần nào. Ngược lại, Paul còn được biết đến rộng rãi như khắc tinh hàng đầu của Faker vĩ đại. Lần đầu tiên hai cá nhân kiệt xuất này chạm trán là ở vòng loại World Cyber Game 2013, khu vực Hàn Quốc, khi Faker đang đứng trên đỉnh cao với chiếc vô địch thế giới, còn Paul chỉ mới chập chững thi đấu chuyên nghiệp. Nhưng bất ngờ thay khi Paul đã áp đảo hoàn toàn Faker ở đứng giữa, trực tiếp giúp Samsung Blue thắng trắng SKT T1. Lần chạm trán đáng nhớ tiếp theo giữa Paul và Faker là tại vòng loại khu vực LCK, nhằm tìm ra đội tiếp theo đến chung kết thế giới 2014. Lúc đó SKT T1 và Samsung Y đang bằng điểm tích lũy và đội thắng sẽ có tấm vé thứ hai tham dự giải đấu lớn nhất năm. Một lần nữa Paul lại hủy diệt hoàn toàn Faker với hàng tá pha solo kill vô cùng mãn nhãn trong cả 3 ván, kể cả khi phải thay đổi kèo chất tướng liên tục. Chiến thắng này của Samsung Y gián tiếp khiến SKT có một năm 2014 thất bại, vì sau đó đội tuyển áo đỏ đã tiếp tục sảy chân trong trận đấu tranh vé vớt, còn Paul thì dần được biết đến với danh xưng kẻ diệt quỷ. Một thời gian sau đó, quỷ vương và kẻ diệt quỷ tái ngộ trong một trận đấu có tính chất còn quan trọng hơn, chung kết MSI mùa đầu tiên năm 2015. Lúc này Paul đã đầu quân cho nhà vô địch Trung Quốc EDG, nhưng hào quang khắc tinh Faker của anh thì vẫn còn nguyên vẹn đó. Sau 5 ván đấu nghẹt thở, EDG đã giành chiến thắng chung cuộc và lên ngôi vô địch với dấu ấn là lựa chọn Morgana bất ngờ của Paul nhằm đưa Faker cầm tướng thủ LeBlanc vào bẫy. Trận thua quá đau đớn này đã giáng một đòn nặng nề vào lòng kiêu hãnh của quỷ vương Faker, còn Demon Slayer Paul thì chễm chệ trên đỉnh thế giới một lần nữa, tuyên bố rằng chỉ cần 70% công lực là đủ để hạ Faker. Đó là thời kỳ hưng thịnh nhất trong sự nghiệp huy hoàng của Paul, nhưng tiếc thay kể từ trận chung kết MSI 2015, kẻ diệt quỷ gần như không thể đánh bại Faker thêm một lần nào nữa, tái ngộ nhau tại chung kết thế giới 2015 sau đó. Nhiều lần chạm trán tại đấu trường LCK vài năm sau khi Paul trở về Hàn Quốc, nhưng kẻ diệt quỷ chỉ nhận lấy những kết cục bại trận thảm thương vì những chấn thương không may hành hạ, hoặc có thể vì lời nguyền không được xem thường quỷ vương linh nghiệm quá mạnh mà Paul đã không thể duy trì phong độ diệt quỷ được lâu hơn. Tuy vậy, với thành công trong thời kỳ đỉnh cao 2014-2015 mà Paul vẫn luôn được tôn trọng như một huyền thoại. Cái tên cuối cùng xuất hiện trong danh sách ngày hôm nay cũng là huyền thoại vĩ đại nhất, thậm chí còn vượt trên cả một đẳng cấp thánh thần như Faker. Đó không ai khác chính là hậu duệ của thần kiếm bất diệt Sword Hany Hàn Quốc, ngài Morgan. Tuy sinh sau đẻ muộn hơn những huyền thoại khác và chỉ mới bước ra ánh sáng đấu trường chuyên nghiệp vào mùa giải năm nay, nhưng Morgan đã nhanh chóng được phong tước ngài nhờ màn trình diễn vượt xa sự hiểu biết của con người.
Dù đứng cùng chiến tuyến với một chiến thần với khả năng gánh ngang với lực sĩ Olympic nhưng thua ngài một chút, mà Morgan vẫn có thể đưa hàng qua live từ hạng 3 mùa xuân, cán đích giải mùa hè với vị trí hạng 8 cao quý. Chưa dừng lại ở đó, trình độ thiên hài của ngài Morgan tiếp tục chói sáng tại vòng loại khu vực, nơi mà ngài đã định hình lại lối chơi đường trên chuẩn mực cho cả thế giới. Ngài Morgan có tướng tủ là Camille và ngài thuần thục vị tướng này đến mức kèo đấu nào cũng hòa tới thua hàng chục chỉ số lính. Nhưng nhờ có thế mà ngài Morgan đã đánh lừa được đối thủ, dẫn dụ quân địch vào con đường chủ quan. Đến khi thức tỉnh, thì đội bên kia sẽ nhận ra ngài Morgan đã âm thầm cày cuốc từ lúc nào và trở lại thao túng ván đấu vô cùng mạnh mẽ. Lúc đó với lực sĩ Chauvy và pháp sư thời gian Def, dưới sự chỉ đạo của ngài Morgan tối cao, hàng quả live đã đá đi từng đối thủ một nhằm cầm chắc tấm vé đến chung kết thế giới. Đến với giải đấu Liên minh huyền thoại danh giá nhất năm, nhưng Morgan không lạnh vì băng tuyết Iceland, Iceland mới phải lạnh vì sát khí của ngài. Vì phải chung bảng với đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Li Ning, khiến Morgan không vui và ngài cũng tận dụng cơ hội này để giúp các đồng đội có thêm thời gian tập luyện trước thêm vòng bảng. Do đó, ngài Morgan đã chơi rất cọc và đưa Li Ning tới chiến thắng. Còn hàng quả live của ngài sẽ có thêm một trận BO3 nữa để cọ sát và quen với cái lạnh Iceland. Những tính toán như vậy chỉ có thể đến từ bộ não thần thánh của Morgan. Chiến thuật bỏ tép bắt cua hoàng đế như thế thì cường bảy núi cũng phải bái phục tư duy vũ trụ của ngài. Hàng qua live nhờ có thời gian rèn luyện cơ bắp sau đó đã thành công vượt qua bảng C, một bảng đấu rất khó. Nhưng rồi vẫn có một rào cản ngăn chặn ngài Morgan vươn đến vị thế bậc chí tôn thánh nhân trong vũ trụ Liên minh huyền thoại. Đó là sự tôn kính dành cho tiền bối Sword. 2 năm trước, ngài Sword chỉ tiến được đến tứ kết thì nay, nếu ngài Morgan đi xa hơn thì sẽ vô cùng thất lễ. Vì vậy, ngài Morgan đã cố tình để T1 giành chiến thắng để dĩ hòa vi quý với ngài Sword. Vài tháng sau, quyết định đó của Morgan đã được lý giải khi ngài và ngài Sword sẽ chính thức sát cánh cùng nhau trong màu áo Friedrich Bryan của mùa giải 2022. Tương truyền, đế chế nào có được hoặc Morgan hoặc Sword thì sẽ thống nhất ở thiên hạ. Nay đội tuyển này cùng lúc được chiêu mộ cả hai ngài tối cao thì thật sự là ao trình thế giới. Do đó, Liên minh huyền thoại 2022 chắc chắn sẽ là mùa giải nham chán với sự đàn áp phần còn lại tuyệt đối của Friedrich Bryan.